Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Tuấn, chàng trai nước Việt của nhà văn Nguyễn Dĩ Tác phẩm được phát hành tại Sài Gòn Năm 1969 Người đọc Thái Hoàng Phi Tập 12 Học trò ra chơi Không còn nhớ ông Đốc đã nói những gì Bản công văn song The Minister Bằng tiếng Pháp Nghĩa là bản công ước Năm 1925 Họ hiểu hết nhưng rốt cuộc không hiểu gì cả hiểu nghĩa những câu những chữ nhưng nào có hiểu được tại sao có cái con văn xong ấy và tại sao ông đốc đem nó đến từng lớp đọc cho học trò nghe chuyện đâu đâu ở huế chuyện vua với tay có ăn thua gì đến học trò Ngày như vua khải định chết trước đó sáu bảy hôm mà hầu hết học trò cũng không hay biết gì cả mấy anh lớn ở lớp đệ tam niên cũng vậy họ còn vui cười hỏi nhau ủa vua khải định chết hồi nào mà không nghe ai nói hả ông Đê-đi-dê không xuống lớp nói với tụi mình thì tụi mình cũng tưởng ông còn sống chứ rồi tất cả đều cười như là câu chuyện diễu toàn thể học sinh rất là thờ ơ không có một xôn xao nhỏ nhỏ cũng không có lời bàn tán về cái con văn rồng dominus function một danh từ thật mới lạ mà không ai tìm hiểu cho rõ ý nghĩa và công dụng như thế nào không có ai nhắc lại những lời của ông đốc học dda nhiều trò chỉ thích được ngồi trong lớp chơi hơn nửa tiếng đồng hồ khỏi học bài sử ký các trò khác bu lại từng nhóm như thường lệ để hỏi nhau về bài toán geometry hay physics mà chốc nữa vào lớp phải nộp lên cho giáo sư gabriel mấy ông giáo sư an nam đi qua đi lại ngoài hành lang với các giáo sư pháp nói chuyện với nhau với vẻ mặt vui thích lắm cái tình vua khải định chết do ông đốc dda long trọng tuyên bố thành ra gần như một tin mừng hay là một biến cố vui vẻ cho cả nhà trường Còn bản con Văn dòng thì tuyệt nhiên không ai nhắc đến Kể đến vài tháng sau cũng trong một buổi học Tự nhiên ông Tổng Giám Thị An Nam đến từng lớp Theo sau là một anh cai trường ôm một gói sách Ông nói với giáo sư vài lời rồi quay lại bảo với học trò một quyển sách mới tin quan đốc vừa nhận được của quan khâm sứ ở quế gửi vô cho mỗi trò một quyển sách này quan đốc khuyên các trò không những là nên đọc hết quyển sách rất bổ ích Mà về nhà còn phải đọc lại cho cha mẹ nghe nữa Nói xong Ông tổng giám thị đi ra Anh cai trường theo sau còn mang mấy gói sách nặng triệu Để phát cho các lớp khác Cửa khép lại Cửa khép lại Ông giáo Gabriel tiếp tục giảng bài Geometry Plan Học trò không kịp xem quyển sách nói những gì Ông giáo sư cũng không để ý đến Về nhà Trò tuấn rút sách trong cặp ra xem Tên sách dịch là Đông Dương Ngày Xưa Và Ngày Nay tác giả là Kuseruse, chủ báo ở Hải Phòng, Bắc Kỳ. Sách dày, in thật đẹp, chữ in màu sepia, mỗi trang bên trái bằng pháp ngữ, đối chiếu với trang quốc ngữ bên phải. Người dịch pháp ngữ ra quốc ngữ là một nhà nho an nam ở Hà Nội tên là Vũ Công Nghi. Ngay nơi trang đầu quyển sách có hình ông toàn quyền Alexandre Veren ở giữa. Phía bên tay trái là ông phó toàn quyền Pierre Pasquier. Tay mặt là vua Bảo Đại hoàng đế An Nam Phía dưới tay trái là vua Moni Monivong Quốc dương Cao Miên Tay mặt là vua Sisavang Phong Quốc trưởng Ai Lào Trang trọng có hình giả dạ quá của vua Khải Định Dưới đề pháp ngữ Là bà Hoàng Thái Hậu Một thiếu phụ Huế Trạc 24 tuổi Nét mặt ngây ngô Tóc quấn Đeo kiện vàng Mặc áo gấm theo hoa Trong sách còn in nhiều thắng cảnh Đông Dương Như An Cô Quát An Thơm Ở Cao Miên Tháp Tràm ở Quy Nhân Cửa ngõ Môn Quế Hồ Quang Kiếm Hà Nội Nhà hồ sinh Quảng Ngãi Dân dân Có điều lạ là tuyệt nhiên không có một phong cảnh nào của Nam Kỳ Và không có hình của một nhân vật nào của Nam Kỳ Trò Tuấn đọc hết cả quyển sách Sách chia ra nhiều chương Tóm tắt lại là nói về Đông Dương trước hội Tây Qua So sánh với sứ Đông Dương năm 1925 Với tất cả những cái mà tác giả cho là Văn minh tiến bộ Về các phương diện học đường y tế, canh nông, hỏa sa, công chánh, kỹ nghệ, thương mại, dân vân. Và chương cuối kể công ơn của nước Pháp với các xứ Đông Dương là vô lượng vô biên như trời như bể. Mãi 10 năm sau, Tuấn ở Hà Nội, được giao thiệp nhiều với các giới trí thức và được dịp điều tra mới biết rằng quyển Đông Dương ngày xưa và ngày nay của Cuceruse và Vũ Công Nghi xuất bản năm 1925. Do phủ toàn quyền đặt mua trên 200.000 quyển để phát không cho tất cả các trường trung học Đông Dương, trường cao đẳng Hà Nội và các trại lính khố xanh, các thầy thông, thầy phán các sở nhà nước. Đó là phương pháp tuyên truyền của nhà nước bảo hộ để chống lại phong trào ái quốc và cách mạng do hai cụ Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh ở hải ngoại về đã gây ra trong toàn thể quốc dân. Quyển sách kia có mục đích gián tiếp nhắc nhở cho dân An Nam những công ơn của nước Đại Pháp đã ghi dựng xứ Đông Dương và nhất là xứ Trung Kỳ trong thời gian nước Pháp cai trị. Ảnh hưởng của quyển sách Đông Dương ngày xưa về ngày nay đối với học trò hình như cũng có hiệu nghiệm một phần nào vì có một số ca tụng nước Pháp ghê lắm. Chương 14. Giai đoạn năm 1926 gồm các sự kiện. Lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh do học sinh tổ chức lén trên núi các giáo sư diễn tuồng cải lương mừng lễ hưng quốc khánh niệm của gia long truyền đơn của dân việt cách mạng đảng đấu khẩu giữa một nhóm nam nữ học sinh chống pháp và một ông lý trưởng nịnh pháp mấy tháng sau tháng ba năm 1926 Tình cụ phan chu trinh tạ thế ở sài gòn bay ra khắp nước mãnh liệt như một làng thuốc súng đám tán của cụ ở sài gòn thành ra một đám tang chung cho toàn quốc một số học sinh trường trung học quy nhân nghe tin ấy một buổi tối thứ sáu do một người từ sài gòn đem về tức thì đêm ấy một nhóm độ mười trò rủ nhau đến nhà thầy đổng sĩ bình để hỏi xem tin kia có đúng không và phải làm thế nào thầy bình đang gục đầu khóc nức nở trước một hương án trên đó thầy đã treo một bức ảnh của cụ phan chu trinh đặt một lư trầm khói bay nghi ngút một bình hương một cặp đèn nến cháy đỏ bừng với một bình hoa phượng tụi trò tuấn bỏ cả cuốc ngoài hè đứng vòng tay lễ phép một bên nhìn lên ảnh cụ phan trò nào cũng rưng rưng nước mắt bỗng dưng không ai bảo ai các trò đến quỳ sụp xuống hết trước bàn thờ sau lưng thầy động sĩ bình và khóc cả lên một lượt âm ý cả nhà sau đó thầy bình cho mấy cậu học trò biết rằng chính thầy cũng mới nhận được dây phép báo tin buổi chiều trong lúc thầy đang làm việc trong tòa xứ đợi mãn giờ làm việc thầy vội vàng đạp xe máy về nhà thiết hương án để vọng bái cụ Hôm ấy là 26 tháng 3 Cụ Phan Chu Trinh tạ thế tại Sài Gòn lúc 9 giờ rưỡi đêm 24 Gần 2 giờ khuya các trò ra về Mang nặng trong lòng một mối tan chung Và thầm thì với nhau Sắp đặt lễ truy điệu cho toàn thể nhà trường Lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh Do một nhóm học trò trường Trung học Quy Nhân Tổ chức lén lúc Trong đêm thứ bảy ngày 27 tháng 3 Và sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 3 Năm 1926 có thể coi như là một chuyến dẫn cảm động nhất của lòng yêu nước nhiệt thành của thế hệ thanh niên Việt Nam thời bấy giờ. Tôi nói nhiệt thành vì lòng sùng bái đối với cụ Phan Chu Trinh xuôi họ tự động tổ chức lấy. Do một nhóm 10 cậu học trò hăng hái vận động từ hai hôm trước và đa số tán thành. Nhưng họ không dám tổ chức công khai trong thành phố. Nhóm 10 cậu cầm đầu có 5 cậu ở lớp đệ tam niên và 5 cậu ở lớp đệ nhị niên trong đó có các trò Quỳnh, Tố, Thu, Hảo, Tuấn. Trong số năm anh lớn ở đệ tam niên có anh Trọng, người đeo kính cận thị, cao lớn nhất và học lười nhất, chỉ thích vô Sài Gòn mở tòa báo để mời ông Hồng Tiêu làm chủ bút. Sau một buổi nhóm âm thầm bí mật ở nhà trọ anh Trọng hồi 7 giờ tối thứ bảy mỗi trò phải lập tức chạy đi từng nhà trọ, rủ anh em góp tiền và hẹn sáng hôm sau là Chủ nhật phải đi lên núi Xuân Quang làm lễ. Căng dặn với nhau đi bằng xe máy hay đi bộ như đi chơi thường đừng để người ta chú ý và không được đi chung đông người tiền góp mỗi trò năm xu để mua nhang đèn và nếu có thể được thì mỗi trò sẽ đem theo một miếng vải đen để tan ở trong buổi nhóm ra tuấn chạy đến nhà trọ của hai cô bạn gái lớp nhất trâm và anh hai cô sốt sắng rất tán thành ngay vì giờ đó không thể mua vải ở đâu được anh vội vàng đi lấy chiếc áo dài đen còn mới của cô bằng vải trăng đầm và không do dự lấy kéo cắt phân một cánh tay áo làm được ba cái băng tan cho tuấn một trăm một và anh một trăm thì lấy tiền riêng chạy ra phố mua ba thẻ nhang và sáu cây đèn bạch lạp. trăm và anh lại bảo nhau sáng sớm trước khi đi bẻ mấy cành hoa phượng để đem cắm trên bàn thờ cụ hai cô dặn tuấn đến đi với hai cô và đi bộ đi thật sớm lúc hừng đông trước khi mặt trời mọc lúc bấy giờ hầu hết phụ nữ ở trung kỳ và bắc kỳ đều chưa biết đi xe đạp ở Sài Gòn và Lục Tỉnh cũng chỉ có một số rất ít chị em mới tập đi xe máy đầm. Học trò gái đi học toàn đi bộ, mặc dù nhà trọ ở xa trường. Tuấn còn chạy đi rủ các bạn khác. Giữa đường gặp Quỳnh, Quỳnh hỏi thật khẽ. Mày rủ được mấy đứa rồi? Tuấn cũng trả lời rất khẽ. Được 20 đứa, con mày. Tao rủ được 35 thằng, lớp để nhất niên. Mày có cho bọn học trò con gái biết không? Có, trăm và anh anh xé cánh tay áo dài đen làm cho tao cái băng tan Mày sướng quá vậy Tao chưa có băng tan Mày trở lại con anh biểu nó làm cho tao một cái được không Tuấn gãi đầu Được để tao bảo nó cái băng tan của tao ra làm đôi Mỗi đứa một nửa Theo chương trình Tạm gọi là chương trình Vì thực sự không có chương trình Và chính ban tổ chức cũng không có Chỉ có anh Trọng và chính đứa với nhau sơ sài Rồi mạnh ai nấy đi cổ động riêng Theo sự dặn dò với nhau thì lễ truy điệu phải làm ngay lúc mặt trời mới mọc bảo nhau rằng làm lễ truy điệu trên núi xuân quang nhưng sự thật tuấn không biết làm chỗ nào vì núi xuân quang ở phía bắc trường học quy nhơn là một dãy núi dài các trò chỉ biết là đi dọc theo con đường lớn lên miệt nhà quê rồi đến đấy gặp nhau sẽ liệu tuấn đi với trâm và anh từ lúc gà mới gáy vào khoảng năm giờ thành phố hãy còn ngủ thiêm thiếp các anh cu ly kéo xe cũng còn ngủ ở nhà chưa có một bóng anh nào lãng giãn ngoài đường Trầm và anh hơi sợ Vì sắp sửa dự vào một việc nguy hiểm Hai cô học trò lớp nhất Mới 15 tuổi đã biết gì đâu Tuy là hăng hái Do trò tuấn suối dục rủ ràng Hai cô tóc kẹp Đội nón Huế chân mang guốc Vẫn chưa biết là lén lút như thế này Đến dự lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh Ở một nơi kín đáo trên núi Sẽ có hậu quả như thế nào Nhưng Trâm và anh đều hoàn toàn tin tưởng nơi Tuấn Cho nên Tuấn đi giữa hai cô đi hai bên kề sát vào nhau như người anh cả mười sáu tuổi đi với hai cô em gái mười lăm tuổi vừa đi vừa thầm thì trò chuyện anh tuấn ơi tụi mình làm lễ để tang cho cụ phan chu trinh lỡ ông director biết Ông có đuổi không anh không lẽ đuổi cả trường à nhưng chắc gì bữa nay có cả trường đi lễ không có cả trường thì cũng có một nửa nội đêm hồi hôm một mình tôi đi rủ được ba mươi đứa không lẽ còn mấy anh kia không rủ được ba trăm đứa sao các ông giáo có dự không anh ai mà dám cho ông biết lỡ thứ hai vô học các ông biết thì sao nếu có chuyện gì thì tôi với mấy anh kia chịu không nói thế chứ các anh bị cái gì thì tụi em cũng binh các anh câu chuyện thầm thì đến đây xem chừng như nghẹn nơi cổ rồi tuấn và trâm anh đều làm thinh không ai nói gì nữa đến đầu làng xuân quang đã thấy anh trọng quỳnh tố và năm sáu trò khác tụ họp nơi chân núi đá mấy người này đi xe máy đã đến trước. Anh Trọng và hai trò đi vào một nhà tranh gần núi. Không biết họ nói cách nào mà họ mượn được một cái bàn cũ kỹ, khiêng ra đặt ngay trên bãi cỏ xanh. Mặt trời đã rạng đông và lần lượt học trò kéo tới, hầu hết là đi xe máy, chở nhau mỗi xe hai ba trò. Cũng có nhiều trò đi bộ. Tuấn lăn sang với Quỳnh Thảo và anh Trọng sắp đặt cho anh em dựng xe máy vào các tảng đá và kê dọn bàn thờ. Đầu tiên Trầu Quỳnh lấy tấm ảnh cụ Phan Chu Trinh cắt trong quyển sách Quân trị chủ nghĩa và dân trị chủ nghĩa của cụ Phan Do một người ở Sài Gòn đem ra bán mấy hôm trước Tấm ảnh đẹp, gương mặt cụ Phan thật là oai nghiêm Anh Trọng trở vào tấp liệu tranh ban nãy Mượn được chiếc bài vị cúng thần thổ địa Anh em mừng quá cười rộ lên Tuấn và Quỳnh xúm lại lấy cơm nguội trét dán ảnh cụ Phan Chu Trinh lên trên bài vị Bắt đầu có ảnh cụ Phan đặt trên bàn thờ Anh em đã thấy rạo rực trong lòng và nét mặt người nào người nấy tự nhiên buồn rầu cảm động không ai dám cười giỡn trầm và anh đưa ra bó hoa phượng tuấn chạy vào nhà anh dân quê kia mượn được chiếc bình mẻ đem ra để cắm hoa các bạn khác cũng vào núi bẻ rất nhiều hoa rừng đặt phủ kín bàn thờ nến và hương thấp thật nhiều chung quanh ảnh cụ phan khói bay nghi ngút anh trọng lớn hơn hết có vẻ người anh cả thật sự bảo anh em đứng sắp hàng cho có trật tự tuấn và quỳnh đi sắp đặt chỗ để trăm dạ anh đứng gần bàn thờ còn học trò trai cả thảy gần một trăm người mặc toàn áo trắng dài đứng sắp hàng hai bên mặt trời vừa mọc chói rực trên mặt biển quy nhân chiếu những tia vàng trên sườn núi gió thổi hiu hiu mát rượi cảnh vật chung quanh hoàn toàn yên tĩnh chẳng có một người dự vào trừ hai vợ chồng dân quê với mấy đứa con tò mò đứng ngó nơi sân nhà anh trọng đứng trước bàn thờ tuấn một bên quỳnh một bên Thấy anh Trọng quỳ xuống Tuấn và Quỳnh cũng bắt chước quỳ Anh Trọng móc trong túi ra một tờ giấy để đọc Đó là bài văn tế cụ Phan Chu Trinh Mà anh soạn lúc nào không biết Tuấn cũng không biết Giọng anh run run với những câu như Thưa cụ Chúng con là học trò khờ dại Nhưng nghe tin cụ mất ở Nam Kỳ Chúng con cũng đau đớn vô cùng Chúng con thương khóc cái chết Một bậc anh hùng của quốc dân An Nam Một bậc đại chí sĩ đã nêu gương ái quốc cho thanh niên chúng con trong lúc đồng bào khắp nơi đều khóc cụ chúng con tụ họp nơi đây với chút lòng thành một nén hương một ngọn nến chúng con xin vong linh cụ chứng giám cho anh trọng đọc chưa hết đã gục đầu xuống khóc tuấn và quỳnh cũng khóc rồi tất cả học trò đều khóc lần lượt anh em đến trước bàn thờ cụ cung kính quỳ xuống lại trâm và anh khóc nhiều hơn cả xong rồi anh trọng nói Tôi có đem theo đây một vuông giải trăng đầm đen Và cái kéo Cô Trâm và cô Anh cắt giùm ra Làm băng tan cho anh em đeo Ai có rồi thì lấy ra đeo Để tan cho cụ Buổi lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh rất giản dị Và trọng thể Đã cử hành được hoàn toàn mỹ mãn Xong kẻ rủ nhau đi chơi núi Một tớp đi về đường lò bò Một tớp đi băng đồng cát Còn vài chục trò đi theo đường quan lộ Trâm và anh rủ Tuấn cùng về Đi bộ Nhưng gần đến phố Sợ thiên hạ thấy trai gái đi chung với nhau Tuấn từ biệt trăm dạ anh Băng qua động cát phía sau trường Sáng hôm sau thứ hai Vào trường học Một số độ chừng sáu 70 chục trò Còn đeo băng đen trên cánh tay Mấy trò khác cất băng ở nhà Không dám đeo đến trường 9 giờ học trò lớp Tuấn đang ngồi nghe Ông giáo sư An Nam giảng vật lý học Thì anh cai trường xuống Cầm một tấm giấy nhỏ đưa ông giáo sư Ông trố nhìn giấy Nét mặt nghiêm khắc gọi Tuấn Quỳnh, Thu, Hảo, Allah à la xong. Bốn trò tái mặt đứng dậy ra đi. Cả lớp đều tỏ vẻ lo sợ. Đến văn phòng, ông tổng giám thị đưa bốn người vào gặp ông director. Tuổi này cúi đầu chào, ông DDA với nét mặt hầm hầm hỏi Tuấn. Mày để tan cho ai đấy? Trò Tuấn ấp úng trả lời. Dạ, thưa, tôi để tan cho ông nội tôi. Ông DDA trợn mắt. Ông nội mày đã chết hai chục năm rồi Bây giờ mày mới để tan hả Tức thì ông DDA đánh vào má Tuấn một tát tay Tuấn nghe một tiếng păng kinh khủng Tuấn xiển liễn muốn té xỉu luôn Rồi ông quay lại trò Quỳnh Còn mày Quỳnh chưa trả lời cũng bị ông tát một tát kinh hồn Hảo thu đề bị như thế Xong ông đuổi bốn đứa về lớp Không nói thêm một câu Bốn đứa lặng lẽ đi về lớp Thì giữa hành lang gặp người cai trường Và ba anh nữa ở lớp đệ tam niên xuống văn phòng Tuấn chỉ cho anh Trọng cái vết tắt tay Còn đỏ bừng trên má trò Và khẽ bảo 36 ngón nến Trong nét mặt anh Trọng y như người tù sắp sửa lên máy chém Học trò sầm xì hỏi nhau Không biết đứa nào mét với ông Đốc Nếu không có thằng chó nào làm rap bo cho ổng Thì làm sao ổng gọi đúng tên tất cả mấy đứa bài đầu Người tức giận nhất là anh Trọng Anh này từ trước đến giờ vẫn hiu hiu tự đắc Là người có cái xác cao lớn nhất trong trường Học đệ tam niên cũng lại là lớp cao nhất với đôi kính cận thị ra vẻ đạo mạo tiên sinh thế mà bây giờ bị ông đìa đánh ba bạt tay nổ đôm đớm làm anh mất hết thể diện với lũ học trò em út đấy là anh nghĩ thế nhưng sự thật thì học trò cả trường đều thương anh chứ có đứa nào khinh khi hay chế nhạo anh đâu nói cho đúng tất cả mấy trò bị ông đốc đề đi về đánh tát tay đều không có quán giận ông đốc vì học trò thời bây giờ vẫn còn theo lễ giáo ngày xưa kính trọng thầy và sợ thầy không dám hỗn xược không dám phản đối mình sùng bái cụ phan chu trinh thì lòng mình cứ sùng bái cụ nhưng không phải vì thế mà mình quán thụ ông đốc trường mặc dầu bị ông đánh chảy máu răng anh trọng lý luận rằng mình làm lễ truy điệu và để tan nhà cách mạng phan chu trinh là một việc hãy còn làm lén lút riêng trong đám học trò chứ đồng bào trong thành phố có ai dám đề xướng ra lễ truy điệu đâu đến cả thầy động sĩ si bình cũng chỉ lập bàn thờ riêng trong nhà để thờ cụ và khóc lại cụ một mình nhưng anh Trọng cũng như mấy trò kia tức giận là tức giận cái thằng bạn chó má nào đã đi mét với ông đốc vụ lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh. Anh Trọng, trò huynh, trò tuấn, trò hảo, trò thu đều nghi cho trò thức và trò trăm. Nghi cho trò thức ở đệ tam niên vì thường nhật trò này được ông địa thương nhất. Nghi trò trăm vì trò này giỏi toán nhất lớp đệ nhị niên. Thường được ông giáo sư toán là Gabriel cưng nhất. Gabriel là ông giáo đã chửi tuấn một câu biết là giống người bẩn thiểu giống mọi sợ Hôm lễ truy điệu Thức và Trâm đều không có đi dự lễ Đấy chỉ là điều nghi ngờ Có thể là nghi quan cho hai người bạn vô tội Nhưng từ hôm đó Cả trường đều ghét Thức và Trâm Cho đến các em lớp nhỏ Ở lớp 4, lớp 5 Cũng chỉ rõ hai người khai Mà nói sầm xì với nhau Hai cái anh lớn đó vậy mà làm điềm chỉ cho ông đốc á mày ơi Buổi sáng Mấy trò đeo băng đen trên mũ và nơi cánh tay đã bị ông đìa tát tay cho trò nào trò nấy liễn xiển thì buổi chiều không còn trò nào dám đeo băng đen nữa tội nghiệp cho trò lý ở lớp đệ nhất niên để tan thật sự cho mẹ đã hơn một năm từ hôm nó đi học cũng không dám đeo băng tan cho mẹ nữa thái độ mấy ông giáo sư an nam đối với cái tang cụ phan chu trinh thì hoàn toàn lãnh đạm cũng như hầu hết các thầy thông thầy phán làm việc ở các tòa và các sở nhà nước đại đa số dân chúng trong thành phố đều sùng bái cụ Phan Chu Trinh và cụ Phan Bội Châu Nhưng họ sợ tù tội, không dám thổ lộ công khai Sau khi nghe vụ học trò làm lễ truy điệu cụ Phan Tây Hồ ở trên núi xung Quang Nhiều người chủ tiệm buôn trách móc Sao mấy trò không cho tôi biết với để tôi gỡ gian đèn bánh trái lên cúng cụ Đại khái dư luận chân chúng trong thành phố đều quan nghênh vụ học trò làm lễ truy điệu cụ Phan Mặc dầu sự quan nghênh ấy đã muộn Trò Tuấn cất cái băng tang trong gia ly để làm kỷ niệm Mãi 10 năm sau vẫn còn Trong lúc ở Quy Nhơn học trò tự động làm lễ truy điệu Cụ Phan Chu Trinh lén lút ở trên núi Thì ở nhiều nơi khác lễ truy điệu được tổ chức công khai Như ở Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội Đặc biệt ở Sài Gòn là nơi cụ Phan Chu Trinh chết Đám tang của cụ đã thành ra quốc tán của người An Nam Trước cặp mắt thù ghét của người Pháp Cụ Phan mệnh chung tại một căn nhà đường Lạc Rang tức là đường gia long nay là đường lý tự trọng sài gòn và đám tang của cụ do một ủy ban tổ chức gồm những nhân vật trí thức có tên tuổi được dân chúng tín nhiệm hầu hết những nhân vật ấy trạng sư kỹ sư giáo sư ký giả lúc bình nhật đều có thành tích hoạt động chính trị công khai vì sài gòn là nhượng địa của pháp theo chế độ tự do của pháp tùy thế thanh niên và nam sinh nữ sinh các học đường chỉ tham gia một phần nào thôi dưới sự dẫn dắt của người lớn Ở đây mọi việc đều có các giới trí thức lo liệu Thanh niên không có tự động tổ chức như ở các tỉnh Trung Kỳ và Bắc Kỳ Lớp trẻ hăng hái hoạt động cách mạng ở Sài Gòn trong lúc này như Nguyễn An Ninh, Trương Cao Động, Phan Văn Hùng, Diệp Văn Kỳ, dân dân Và vài năm sau có Vũ Đình Di, Cao Văn Chánh Tuy nói là thanh niên nhưng đã đều sắp xỉ hoặc trên 30 tuổi Và hầu hết là những trí thức đã đổ tú tài cử nhân ở các đại học Pháp Các lớp trẻ gọi là học trò từ trung học trở xuống Hay còn là những con chiên hiền lành, ngoan ngoãn Chưa có ý thức rõ rệt về cách mạng Hay là theo đúng danh từ thông dụng lúc bấy giờ là quốc sự Năm 1925, 1926 Hai chữ cách mạng chưa được phổ biến trong đại chúng Ở trung kỳ lễ truy điệu của Phan Chu Trinh được tổ chức công khai ở Turan Hay gọi là Đà Nẵng thành phố này cũng là nhượng địa của pháp theo chế độ đặc biệt của pháp được phần tự do hơn ủy ban tổ chức ở đây do một nhóm nhân sĩ nho học và tây học phần nhiều là bạn đồng chí của cụ phan tây hồ quê quán ở quảng nam nam nữ học sinh đại diện hai trường quốc học và đồng khánh ở tận huế đi xe lửa vào tu răng để dự lễ vì chính ở huế kinh đô của nhà vua lễ truy điệu bị cấm ai cũng biết rằng cụ phan chu trinh là kẻ thù số một của vua khải định hay là nói ngược lại Vua Khải Định là kẻ thù số 1 của nhà cách mạng Phan Chu Trinh Khải Định đã chết tháng 11 1925 Trước cụ Phan mấy tháng Tháng 3 1926 Nhưng cái chết của Khải Định Ngoài đám tang theo ghi lễ rầm rộ của triều đình Huế Không được dân chúng và thanh niên thương tiếc và chú ý đến Cụ Sào Nam Phan Bội Châu đã được về an trí ở Huế Nhưng cụ chỉ đánh dây thép và gửi câu đối vào Sài Gòn Để phúng điếu cụ Phan Tây Hồ chứ cụ không được tòa khâm sứ Huế cho phép vào Sài Gòn đưa đám cụ. Cụ Phan Bội Châu cũng không được vào tu răng để chủ lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh, tuy nhượng địa pháp chỉ cách Kinh Đô Huế 100 số. Ban tổ chức truy điệu cụ Phan Tây Hồ ở tu răng lại còn quyên được một số tiền của các đồng chí địa phương để xây cất một nhà thờ cụ Phan ở đường Vét đồn Ở Hà Nội, lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh được tổ chức tại đền Hai Bà Trưng, ở ngoại ô thành phố khoảng cuối đường Amang Russo thuộc làng Đồng Nhân, ủy ban tổ chức ở Hà Nội cũng gồm các nhân sĩ cách mạng, đồng chí của cụ Tây Hồ như cụ nghè Ngô Đức Kế, cụ cử Dương Bá Trạc, một số sinh viên đại học ở trường cao đẳng Đông Dương và học sinh trường Lycée du Protectorat, tức là trường bưởi, trường trung học Pháp Việt, tự động đến tham gia buổi lễ. Bàn tổ chức lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh tại đền Hai Bà Trưng lúc đầu hơi thắc mắc vì không biết nên đặt bàn thờ cụ Phan ở chỗ nào Bàn thờ giữa đền thì đã có hai pho tượng cao lớn của hai bà Tượng gỗ nhưng chạm trổ thật đẹp Bà chị mặc áo vàng chích khăn vàng Bà em mặc áo đỏ chích khăn đỏ Rất là oai vệ Chẳng lẽ đặt bàn thờ cụ Phan Chu Trinh Trước pho tượng hai bà Sát bên hồng đền có chùa thờ Phật Chẳng lẽ đặt bàn thờ cụ Phan trong điện thờ Phật Sau cùng do đề nghị của đám sinh viên cao đẳng Và học sinh trường bưởi bàn thờ cụ phan được đặt vào vách tường bên trái bàn thờ hai bà thành ra hôm lễ truy điệu cụ phan chu trinh ban tổ chức hà nội phải làm lễ tế luôn hai chị em bà trưng sau lễ truy điệu bàn thờ cụ phan được để luôn đấy nhưng vài năm sau mỗi năm đến ngày lễ tế hai bà mấy hương chức làng đồng nhân sợ ở tù chỉ cúng lại hai bà mà không dám cúng lại cụ phan bàn thờ cụ phan ở bên cạnh không được chút nhang khói hai pho tượng hai vị nữ anh hùng cầm kiếm đứng oai nghiêm trên bàn thờ chứng giám bọn con dân cung kính quỳ lại hai bà còn cụ phan tây hồ trong chiếc ảnh lồng kiến với mái tóc chải bồng hai chùm râu mép giống như napoleon đệ tam với cái nơ đen xinh đẹp thắt nơi cổ áo sơ mi ngồi trố mắt nhìn im lặng một tấm vải đỏ phủ lên trên khung ảnh đã bị bụi dính móc meo không ai lau chùi nhưng đến ngày dỗ cụ có một số người trai trẻ đến cho ông từ vài ba đồng bạc để nhờ ông mở cửa đền cửa hồng cho họ vào cúng nhà chí sĩ Việt Nam mà đồng bào hầu như đã quên lãng. Mấy người này lặng lẽ thắp một nén hương, đốt vài ngọn nến rồi thay phiên nhau quỳ sụp xuống lại. 15 phút sau họ ra về lặng lẽ như khi họ đến. Họ là những người trẻ tuổi vô danh, không đại diện cho ai cả. Nhưng họ là những chàng trai của đất Việt. Họ không bao giờ quên ơn bậc chí sĩ bất khuất đã đào tạo tinh thần bất khuất cho họ. Họ là những người con cụ là người cha của thế hệ. Vào khoảng nửa tháng sau lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh, ở Quy Nhơn, học trò bàn tán xôn xao về việc mấy ông giáo sư An Nam bỗng dưng hăng hái tập ca cải lương, thật là một điều mới lạ. Mấy ông đốc đốc học lúc bấy giờ chưa gọi là giáo sư, thuộc vào giới thượng lưu trí thức trong thành phố, từ trước đến giờ vẫn có một nếp sống trưởng giả. Đêm nào cũng tụ họp nhau lại để đánh bạc sổ tam hường hoặc đánh tổ tôm tai bàn sao bây giờ các ông lại tự nhiên rủ nhau đi học ca cải lương mỗi đêm bắt đầu vào khoảng 7 giờ người ta thấy quý ông đốc tụ họp tại nhà một thầy trợ giáo nay gọi là giáo viên để học đờn và học ca những bản hành dân lưu thủy tứ đại quán nam ai nam bình vân vân của một tuồng cải lương tựa là gia lâm phục quốc hăng hái nhất trong việc này chính là ông đốc tr giáo sư lý hóa một ông giáo nghiêm khắc nhất và được học trò sợ nhất thật không có gì buồn cười bằng một ông đốc dữ tợn khét tiếng ở trường lại tập đóng vai đứa ở trong tuần cải lương nhưng vẫn mặc đồ tây sang trọng đeo cà vạt tay cầm cái chổi cao mà hát theo điệu khổng minh tỏa lầu sáng dậy sớm quét nhà quét nhà gánh nước nấu cơm ra cái thân ở mương phải cái nghe lời thầy Miễn cho người yêu chuộng thì thôi Miễn cho người yêu chuộng thì thôi Mấy tối liên tiếp Tuấn cứ đến nhà thầy trợ liễn Đứng thập thò ngoài cửa để xem ông đốc TR Tập đóng vai đứa ở và ca cả bài cải lương trên kia Trò không nhịn cười được Liền cười rồ lên và bị ông đốc TR trộ mặt Sáng hôm sau vào lớp Đến giờ vật lý học Trả lời dấp một chữ là Tuấn bị ông TR cho zero liền và đuổi xuống chỗ Dần dần một tháng sau Học trò cả trường mới biết rằng Theo lệnh triều đình và tòa khâm sứ Huế Lễ Tết mồng 5 tháng 5 âm lịch năm ấy Sẽ bị bãi bỏ Và thay thế bằng lễ quốc khánh Ngày 2 tháng 5 An Nam Là ngày vua Gia Long đã toàn thắng Tây Sơn Lên ngôi hoàng đế Và sáng lập triều Nguyễn Đó là lễ quốc khánh đầu tiên của nước An Nam Và được cử hành rất long trọng Ở hai xứ Trung Kỳ và Bắc Kỳ Xin nhớ rằng lễ quốc khánh chính thức ở toàn cõi Đông Dương Dưới quyền đô hộ của Pháp là lễ chánh chung Ngày 14 tháng 7 dương lịch Mà thường dân vẫn gọi là lễ cách tót Duy dê Lần đầu tiên nước An Nam được phép tổ chức Ngày lễ quốc khánh mùng 2 tháng 5 âm lịch Cũng gọi là ngày lễ Gia Long Phục Quốc Nghe đồn rằng quan công sứ Pháp đã giao phó công việc tổ chức Cho các ông đốc An Nam ở trường Cho nên mấy ông này sốt sắng lo ngày đêm Làm sao cho ngày lễ được long trọng để được quan sứ khen. Theo chương trình thì có hai cuộc vui lớn nhất trong đêm 1-1 một một tháng 5, học trò rước đèn và các ông đốc, giáo sư cùng các thầy trợ giáo ca cải lương. Tuần cải lương do một anh soạn tuồng chuyên môn tên là anh Tám vừa dàn cảnh vừa điều khiển các diễn viên, toàn là mấy ông đốc và mấy thầy. Đúng bảy giờ tối, toàn thể học trò trường nhà nước đều phải tụ họp đông đủ tại sân công quán nhà hội của các quan an nam và được giao cho mỗi trò một cây đèn bánh ú. Tất cả đều sắp hàng từ trước cổng ngó ra đại lộ. Đúng 8 giờ, đám rước đèn bắt đầu khởi hành. Hai người lính tập, lính khố xanh, thổi kèn, đi trước một toán lính tập 12 người sắp hàng hai mặc lễ phục trắng, dài mang súng cầm lưỡi lê. Rồi đến học trò cầm đèn. Toàn thấy học trò được lệnh của ông director phải tham dự đông đảo cuộc rước đèn trò Tuấn và một nhóm độ vài ba chục học trò đã định với nhau là lẻn ở ngoài để coi, nhất định trốn việc cầm đèn. Không về số đèn thì dư mà số học trò thì thiếu. Thấy thế ông Đốc Tề chạy đi kiếm lũ học trò lười biếng lén lúc lẫn trong đám đông dân chúng đi coi. Trò Tuấn núp sau lưng một người đàn ông, bị ông Đốc Tê Rờ trông thấy, đánh một tát tay. Rồi ông bắt cầm một cây đèn bánh ú, đứng sắp hàng vào đám rước. Tất cả các trò lười biếng trốn tránh đều lần lượt bị chỗ mặt hết. Và cũng bị đánh bạc tay như túng Đi tiền phong đám rước đèn của học trò Trước cả lính kèn là một trò cầm cây cờ pháp Lá cờ thật lớn, mới tinh Ba màu xanh trắng đỏ Nổi bật lên rực rỡ dưới ánh đèn Và ánh đuốc của mấy người lính cận vệ đi hai bên Tuy là ngày lễ quốc khánh An Nam Nhưng không có chương cờ An Nam Nền vàng với một đẻo xanh trắng đỏ ở góc phía trái Mà chỉ có mỗi một lá cờ pháp rộng lớn Bay phất phới trên hàng đầu đám rước dĩ nhiên hai bên hàng phố của người an nam và người tàu đều treo cờ pháp đám rước đèn đi từ công quán ngang qua đường phố chính thẳng xuống tòa xứ cách xa gần hai cây số có thể đoán chừng rằng bốn ngàn dân chúng trong thành phố đều có mặt ở đấy họ đứng chen chúc hai bên lề đường để xem đám rước đèn và trầm trồ khen ngợi tất cả đều nô nức hân hoan cả học trò giáo sư trợ giáo thầy thông thầy phán binh lính cai đội và dân chúng đàn bà đàn ông con trai, con gái. Chỉ có hai người không đi dự cuộc vui công cộng ấy. Thầy Động Sĩ Bình thông phán tòa sứ, người Huế và ông Đốc Bính, giáo sư quốc văn người Bắc. Họ không thèm đi. Nhà ông Đốc Bính ở ngay trước công quán, nơi khởi điểm của tất cả các cuộc vui chơi náo nhiệt. Tất cả các nhà cùng giải đến vài chục căn đều mở cửa trao cờ tam tài. Người đứng đông đảo hân quan xem quan cảnh tưng bừng của dạ hội quốc khánh tuấn để ý thấy duy có mỗi căn nhà của ông đốc bính là đóng cửa kín mít mà không treo cờ thầy phán Đổng sĩ bình thì đêm ấy nằm nhà làm thơ cách mạng và thắp đèn hương trên bàn thờ cụ phan chu trinh Ngày chiều hôm ấy ba bốn đứa học trò rủ tuấn đến thăm thầy thầy bảo với nét mặt hầm hầm giận dữ dù gia long là một kẻ bán nước hắn đem tây về lấy nước an nam hắn rước voi về dày mồ tây họ khôn họ thấy cụ phan bội châu và cụ phan chu trinh về tuyên truyền cách mạng họ sợ quýnh cho nên họ bày đặt ra cái lễ quốc khánh an nam để vỗ về dân an nam để lừa gạt dân an nam và để tăng uy tín cho dòng vua triều nguyễn các anh em học trò có hiểu không sự thật thì học trò đâu có hiểu sâu xa như vậy tuấn cũng như tất cả thanh niên đồng lứa hãy còn khờ dại tuy đầu óc đã được tiêm nhiễm tư tưởng cách mạng của hai cụ phan nhưng đâu có sáng suốt nghĩ ra những chuyện quốc sự thâm thúy như thế nghe thầy động sĩ si bình giảng giải một số bạn bè của tuấn và tuấn mới hiểu rõ ý nghĩa mỉa mai chua chát của lễ quốc khánh an nam. Nhưng hiểu là một việc, mà cầm đèn bánh ú đi trong đám rước là một việc khác. Chưa chi mấy trò trốn tránh đã bị mỗi trò một tác tai rồi đó, thấy không? bị bắt buộc đi rước đèn và bị lôi cuốn trong đám đông người liên quan nồng nhiệt. mấy đứa bạn của Tuấn và Tuấn không thể tách ra ngoài được và cũng phải trường mặt ra như muôn người. Đám rước đến trước cổng tòa sứ thì Tuấn thấy trong tòa đèn sáng trưng hơn mọi đêm và tất cả các quan tây đều có mặt chung quanh quan công sứ có cả ông director và các giáo sư người pháp với những nét mặt hân hoan và nụ cười hãnh diện học trò cầm đèn sắp ngay hàng thẳng lối tiến vào tòa sứ cờ pháp rộng lớn bay phất phới trên đầu rồi theo lệnh của ông đốc tr hướng dẫn và đã tập dượt mấy đêm trước cùng đám học trò cầm đèn bánh ú chia ra hàng ngũ đứng sắp thành hai chữ qk cũng theo huấn lệnh đã được dặn trước ông đốc tr thổi một tiếng còi xíp lê thì toàn thể học trò hô lên mấy tiếng tay vive la france vive la an nam pháp quốc vạn tuế an nam vạn tuế vài chục ông tây bà đầm đứng chễm chệ trên bao lơn tòa sứ nhìn xuống vỗ tay ba ông quan an nam quan tổng đốc quan bố chính quan lãnh binh đeo thẻ ngà toàn ten trước ngực đứng né một bên quan tây cũng gật đầu cười vỗ tay nét mặt ông nào cũng tươi vui quan hỷ Xong rồi theo tiếng xíp lê của ông Đốc TR Đám rước đèn sắp hàng ngủ lại như cũ Kéo ra về Đi vòng ra dọc theo bờ biển Dưới rặng Thùy Dương Đến sớm lò bò Quẹo vô thành phố Đi thẳng lên trường Và giải tán ngay trước cổng trường Cách công quán chừng 200 thước Đến đây không còn ai bắt buộc nữa Tha hồ tụi học trò cầm đèn múa Nhảy lung tung Cười âm ỉ như quỷ phá nhà chay Mấy đứa bạn của Tuấn và Tuấn Hè nhau đập phá nát tan mấy cái đèn bánh ú có sơn hai chữ quốc khánh trên mỗi cây đèn bọn này còn chạy đi giựt những cây đèn trong tay các trò khác để đập nát và đốt cháy hết trên mấy nấm mã đá trước cổng trường trò quỳnh hăng hái nhất la lớn lên đốt cháy hết đi tụi bay trò tuấn cũng la lên rước vô dây mồ rước vô dây mồ đốt đốt trò trăng là người được ông đốc tr lựa chọn cầm cờ tam tài của pháp đi tiên phong sợ cháy cờ lật đật giá cờ chạy một mạch về công quán tất cả cũng kéo về công quán để còn xem hát cải lương. Rạp hát cải lương được dựng ngay trước công quán để cho dân chúng được đến coi đông đảo và không trả tiền. Dãy ghế danh dự của kháng đài để dành cho quan sứ và bà đầm Pháp, quan phó sứ, bà đầm phó sứ, ông director, quá vợ và sói đầu N. Có cả ông cố đạo nhà thờ Thiên Chúa, quan giám binh, một vài ông Tây bự khác và quan tổng đốc Bình Định. Hàng ghế thứ hai để cho các quan Tây và các bà đầm khác tội nghiệp cho hai ông quan an nam là quan bố chính và quan lãnh binh oai vệ với chiếc thẻ ngà toàn ten trước ngực lại bị sắp ngồi nơi hàng ghế thứ ba chung với quan một tây xếp ngục nhà lao mấy ông tây nhỏ sau lưng cả mấy ông giáo sư pháp trò tuấn quen tánh tò mò con nít tuy không có phận sự gì trong rạp hát cải lương nhưng cũng len lỗi cho được vào hậu trường sân khấu để coi trò thấy ông đốc tr cùng mấy ông khác mấy thầy thông thầy phán và vài anh học trò lớn ở lớp đệ tam niên sửa soạn y phục cải lương và phấn son áo mão hia không kém gì các đào kép thật của một cánh hát cải lương không có cô nào bà nào chịu đóng truồng nên trò hoàng ở đệ nhị niên phải cải trang giả làm con gái để đóng vai công chúa theo chương trình viết bằng đủ thứ mực màu trên một tờ giấy croquis lớn một nửa pháp ngữ một nửa quốc ngữ dán trước cổng công quán thì tuồng cải lương bắt đầu mở màn lúc 9 giờ đáng lẽ phải hát sớm hơn nhưng theo lời ông Đốc TR Nói Thì phải đợi các quan Tây ăn bữa tối thường lệ lúc 8 giờ Đến 9 giờ các quan mới đi coi hát được Kháng đài đã chật ních công chúng An Nam từ lúc 8 giờ Ngay sau khi coi rước đèn về Công chúng được hân hạnh ngồi kháng đài Toàn là các thầy Dân thành phố và học trò thì đứng xung quanh Vì sân công quán thật rộng chứa vài ngàn người Đám đông người chập ép ấy Đang nô nức đợi chờ Nói cười ầm ĩ Thì có ba tiếng chuông giống lên báo tin quan sứ và bà đầm đến ông đốc tr khăn đen áo dài trịnh trọng chạy ra đón rước mời quan tây và bà đầm vào ngồi hai ghế danh dự toàn thể khán giả đều đứng dậy chào các quan kế tiếp đến đông đủ trên sân khấu cải lương màn chưa mở hai dòng chữ lớn cắt trên giấy kim nhũ rực rỡ màu vàng và dán trên tấm màn đỏ nổi bật lên như sau đây tuồng cải lương gia long phục quốc mừng lễ quốc khánh an nam khi các quan tây an tọa một hồi chuông vang dậy rồi tấm màn từ từ được dán ra trên sân khấu toàn thể quý ông quý thầy y phục như đào kép cải lương và độ hai chục đứa học trò đứng sắp hàng hai bên đồng thanh ca lên bài hát sau đây âu á sum dày mừng nay âu á sum dày pháp nam liền lạc một giây vững bền sực nhớ truyện sử ký trước trăm năm từng bị gian nan vua tôi lao khổ muôn vàng nhân dân đồ tháng gian sang tiêu điều đức thế tổ tức vua gia long trăm triệu chống chọi dốc một lòng đánh đuổi cường hung xiết bao kể nổi khốn cùng thế nguy tận lực hải hùng lắm phen lòng trời khéo xuôi nên gặp gỡ bạn lan xa giúp đỡ mọi đàn một tay khôi phục nam bang tam kỳ thống nhất rõ ràng anh quân trên mẫu quốc trăm phần mến phục ngoài lân bang cùng nước tiếng khen cơ đồ gầy dựng đã nên bình thành công đức lưu truyền muôn năm thầy đại pháp nhất tâm khai hóa đạo làm dân tiến bước theo sau non nước một bầu mừng nay non nước một bầu mùng hai tháng ngọ tức tháng năm cùng nhau nhớ ngày theo tài liệu của một bạn độc giả phạm văn dinh có nhã ý gửi cho chúng tôi thì năm 1925 lúc ông học lớp nhất ở trường tiểu học sơn tây bắc kỳ Học trò cũng bị bắt buộc học thuộc lòng bài hát trên đây Để hát trong ngày lễ quốc khánh mùng 2 tháng 5 Ất Sửu 1925 Bài hát này được gửi đi các trường Trung Kỳ và Bắc Kỳ Trong dịp lễ quốc khánh lần đầu tiên Sau bài hát là đến tuần cải lương Trò Tuấn không thích coi tuồng, Chỉ quanh quẩn nơi hậu trường để xem mấy ông mấy thầy Thay đổi áo quần đào kép Và giải mặt vẽ mày như hát bội Tuấn không dám chơi lâu vào khoảng 11 giờ đã vội vàng chạy về vì nhà trọ của cậu ở hơi xa phải đi ngang qua cây vong ma đầm nơi đây có một con ma đầm mà ai cũng sợ lại có một con ma nhỏ ở ngọn cây đa góc giường tòa xứ gần đây con ma đầm thì tuấn chưa gặp lần nào nhưng theo lời tất cả học trò và dân chúng trong xóm thì nó ghê lắm nhiều người quả quyết đã gặp nó và đã bị nó chụp sợ chạy hết hơi cây vòng đứng ngay trên lề đường Tục truyền rằng hồi xưa có một cô đầm chết chìm trên sông gần đó Cô biến ra ma Cứ đêm tối trời hễ ai đi ngang qua đấy thì cô hiện ra Y hệt như một cô đầm thật trẻ, đẹp lắm Và đưa tay ra chào bonjour Đặng dân chí Một học trò lớp đệ tam niên quá quyết rằng Có lần anh đã gặp con ma đầm bắt tay anh và bonjour Đến khi anh ngó lại kỹ thì cái mặt trắng phét mà không có mắt Con ma đầm níu anh Anh quảng hốt chạy té đái trong quần còn ma chó thì ở trên ngọn cây đa gốc thành tòa xứ bên cây đa có cái miếu thờ một viên tướng quân tây sơn hồi trước vị tướng quân tây sơn bị quân nguyễn ánh giết tại đây trong một trận đánh sáp lá cà giữa hai quân đội chúa nguyễn và tây sơn không hiểu sao có nhiều xác chết mà chỉ xác vị tướng này là linh thiên và hóa ra ma lại là ma chó những đêm tối trời người yếu bóng dí đi ngang qua đây thường thấy một cái đầu chó từ trên ngọn cây đa rớt xuống đất rồi lần lượt một khúc mình hai cẳng trước, hai cẳng sau và sau cùng là cái đuôi. Những mảnh rời ấy tự nhiên chấp lại thành ra con chó đen, đứng sủa vang lên và vô lấy người ta. Ai bị nó cắn là chết ngay. Trò Tuấn chưa chính mắt trông thấy con ma chó và con ma đầm lần nào. Nhưng mỗi khi đi qua hai nơi ấy là trò nhắm mắt cắm đầu cắm cổ chạy một mạch. Chạy khỏi vài trăm thước mới dám đứng lại, quay lại ngó lại đằng sau xem có ma đuổi theo không. Tuấn nghĩ rằng nếu gặp phải ma Thì trò thích gặp con ma đầm trẻ đẹp hơn là con ma chó Một đêm vào khoảng 8 giờ Tuấn đi chơi lang thang một mình dọc đường bờ sông thật vắng vẻ Bỗng Tuấn trông thấy nơi góc cột đèn hơi đá Đèn thắp đá cặp bưa Một tấm giấy nằm trên cỏ với một cục đá nhỏ đè lên Nghĩ chắc tấm giấy này không phải là ma Tuấn tò mò lượm lên xem Tờ giấy lớn bằng một trang vở học trò In đông xương Tức là in thạch mấy câu viết tay bằng mực tím sau đây hỡi đồng bào bọn đế quốc pháp đem xiềng xích nô lệ trồng lên đầu dân an nam để dễ bóc lột chúng thu thuế thần của người an nam để đem tiền về pháp trong khi quốc dân đồng bào không đủ áo mặc cơm ăn chúng ta phải tranh đấu đừng nộp thuế và cương quyết dành cho được cơm áo tự do đã đảo đế quốc pháp bóc lột tân việt cách mạng đảng tuấn chưa hiểu gì hết nhưng lo sợ không phải lo sợ vì truyền đơn chống pháp mà lo sợ vì đang đứng trước một bí mật ghê gớm tuấn suy nghĩ ai để truyền đơn nguy hiểm này ở chỗ này có ai đang rình tuấn trong bóng tối chung quanh không nếu mình lượm có sao không mình bỏ trong túi đem về nhà có được không có ai trông thấy không có ai bắt mình không tuấn thắc mắc do dự một lúc nhìn quanh quẩn không thấy bóng người rồi cúi xuống đặt tờ truyền đơn vào chỗ cũ lấy hòn đá đè lên y như lúc nãy xong tuấn vội vàng đi nhanh nhưng tuấn không an tâm đầu óc cứ lẩn dẫn những câu hỏi ai để tờ truyền đơn ở góc đèn họ để đấy từ hồi nào mà lại đè hòn đá lên cẩn thận như thế mình lượm coi như thế có sao không có ai theo dõi mình không tuấn liếc mắt nhìn kỹ lại một lần nữa trong các bóng tối chung quanh không thấy một bóng người tuấn có cảm giác như đang đi trong một thế giới bí mật rùng rợn Tuấn ráng đọc lại trong trí nhớ mấy câu trên tờ truyền đơn Nhưng vì lúc xem vội vàng nên Tuấn quên mất một vài đoạn Tuấn cố nhớ lại mà vẫn không nhớ hết được Tức mình Tuấn quay trở lại để xem trợ truyền đơn Nhìn cột đèn bằng sắt sơn đen đứng sừng sững bên lề đường Trên ngọn cột có một cái đèn đá lồng kính Tỏa xuống đường một vùng ánh sáng lờ mờ nhợt nhạt Giữa cảnh đêm hôm quang vắng Tuấn còn trông thấy tờ truyền đơn phất phơ trong gió Tuấn mang guốc nhưng bước rất khẽ Đến gần cúi xuống lấy nhanh tờ giấy in mực tím lờ mờ Đưa ra ánh đèn xem lại thật kỹ một lần Để nhớ cho hết từng chữ Xong Tuấn để tấm giấy lại chỗ cũ Đè cục đá lên rồi đi thẳng Dọc đường Tuấn đọc thầm lại Và lần này Tuấn không quên một chữ Nhớ không sót một dấu phết Tuấn định đến nhà anh và Trâm cho hai cô bạn gái này biết Hai cô đang học bài Ngồi trên ghế tràn kỹ Giữa bàn để một cây đèn măng sông lớn Ánh sáng xanh dịu hết tập 12 còn tiếp